Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ghi nhận ngày làm việc đầu năm tại các cơ quan doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Giá xăng chiều nay đảo chiều tăng mạnh lên sát 24.000 đồng một lít. Tổng thống Nga tuyên bố các nhà khoa học nước này sắp công bố vaccine ngừa ung thư. Công an giúp bà lão lang thang đoàn tụ gia đình sau 15 năm thất lạc. Kính thưa quý vị, khép lại kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, hôm nay ngày 15 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương trên cả nước, các cơ quan doanh nghiệp đã quay trở lại làm việc. Hầu hết viên chức, người lao động đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với khí thế phấn chấn, kỳ vọng một năm mới với những thành công mới. Thưa quý vị, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, dù số người đến giải quyết, xử lý các thủ tục không nhiều, nhưng đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại bộ phận một cửa của quận 8 vẫn thực hiện nghiêm giờ trực, giờ làm việc. Công chứng ấy tiện bữa nay mừng 6 mình lên để mình làm cho nó nhanh. Rất vui là mấy chú ở đây với mấy cô cũng vui vẻ lắm, hướng dẫn từng chút. Dù là vẫn còn không khí Tết nhưng mà thấy tất cả mọi người đều vui, tươi, nhộn nhịp nhưng mà vẫn làm việc rất là chỉnh chu. Bộ phận một cửa của Sở Công Thương thành phố trong sáng nay cũng đã tất bật trở lại xử lý công việc. Đến ngày mùng 6 thì qua thống kê sơ bộ, sức mua của kênh phân phối hiện đại tăng đâu đó khoảng 10%, kênh thương mại điện tử thì tăng khoảng 26%. Cảm thấy rất là vui vì toàn địa bàn thành phố đã không xảy ra sốt giá găm hàng nào. Trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, ai ai cũng bắt tay vào công việc trong tâm thế vui tươi phấn khởi, với hy vọng công việc năm mới diễn ra thuận lợi, thành công. Khởi động năm mới, nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực sớm bắt nhịp hoạt động trở lại. Các ngành hàng chủ lực như là lúa gạo, cà phê hay thủy sản đã tăng tốc để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Và điều đó cũng cho thấy tín hiệu về một năm mới nhiều lạc quan và khởi sắc hơn. Bắt đầu mở cửa khai trương từ ngày hôm nay, công ty Phúc Sinh đã nhận được rất nhiều đơn hàng cà phê, tiêu, gia vị. Hôm nay là ngày chúng tôi hối hả để mà chuẩn gửi hợp đồng, rồi hối hả để xuất hàng. Cách năm 2024 cũng là một năm chúng tôi khai trương rất nhiều các thị trường mới, đó là các thị trường Trung Đông. Thương hiệu gạo này trong ngày đầu năm cũng bận rộn với các đơn hàng trong nước và xuất khẩu. Năm 2024 này sẽ có rất nhiều đơn hàng từ bên Mỹ, bên Canada, Singapore, Malaysia sắp tới và chúng tôi sẽ là lấn sang bên Philippines. Nhờ chính sách chăm lo chu đáo, gần 100% người lao động tại các doanh nghiệp đã quay trở lại làm việc trong ngày đầu năm. Nơi làm việc nơi đây thì tôi cuộc sống gia đình của tôi cũng được cải thiện nhiều hơn. Vào các dịp lễ và Tết đều được thưởng. Tôi mong rằng trong năm 2024, công ty sẽ phát triển mạnh hơn và sẽ có thật nhiều đơn hàng. Năm nay ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 55 tỷ đô la Mỹ, những mặt hàng như lúa, gạo, cà phê, hạt điều, hồ tiêu hay rau quả tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều bất ngờ. Giá xăng dầu trong nước vừa được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh tăng, từ 15 giờ chiều nay giá xăng tăng mạnh trên dưới 700 đồng một lít, tiến sát mốc 24.000 đồng một lít. Theo đó, giá xăng E5 tăng thành 22.830 đồng một lít, giá xăng RON95 tăng lên 23.910 đồng một lít, giá dầu diesel tăng lên 21.360 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Tài chính Công Thương chỉ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng một ký. Cơ quan quản lý không trích lập và cũng không chi quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu còn lại. Vùng Đông Nam Bộ là động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước, nhưng điểm nghẽn hạ tầng giao thông trong nhiều năm qua khiến cho tiềm năng và thế mạnh của vùng chưa được khai thác một cách hiệu quả. Và đầu năm nay, hàng loạt dự án trọng điểm đã được triển khai, kỳ vọng đem đến sự bứt phá mạnh mẽ hơn cho khu vực trong năm nay và những năm tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh đã thi công xuyên Tết 5 dự án giao thông trọng điểm gồm xây dựng đường vành đai 3, nút giao thông An Phú, nâng cấp mở rộng quốc lộ 50, hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, đường nối đường Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa. Đây không chỉ là những công trình giúp hoàn thiện mạng lưới đường bộ thành phố mà còn tăng liên kết vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang kỳ vọng một loạt dự án lớn như nâng cấp quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành sẽ giúp tỉnh có đủ điều kiện thúc đẩy tăng trưởng về du lịch. Nhiều dự án giao thông trọng điểm tại Bình Dương cũng được tăng tốc, trong đó có cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai, nối hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.
Hiện Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ đang tập trung tối đa cho khâu giải phóng mặt bằng để các dự án được thuận lợi triển khai, tạo tiền đề hoàn chỉnh hạ tầng giao thông toàn vùng đến năm 2030, để Đông Nam Bộ tiếp tục là lực hút nam châm của nền kinh tế đất nước. Thanh long là loại trái cây xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam, đỉnh cao đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018 và có mặt ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, siêu trái cây này ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt, nhưng vẫn là loại trái cây có giá trị kinh tế cao. Đầu năm Thìn, mời quý vị cùng đến với câu chuyện xuất khẩu thanh long của Việt Nam đang nỗ lực khởi sắc trở lại. Thanh long là một trong những mặt hàng khởi nghiệp xuất khẩu của doanh nghiệp này sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, 1-2 năm trở lại đây, việc xuất khẩu thanh long của đơn vị không có sự đột biến vì thị trường cạnh tranh gay gắt. Công nghệ bảo quản chúng ta cũng chưa được tốt, nó chỉ bảo quản được đâu đó trên 30 ngày thôi, thì như vậy thì sẽ không vận chuyển đi xa được. Thị trường Trung Quốc là chiếm đa số, gần như là 80-90% cái lượng thanh long sản xuất của chúng ta trước đây. Nhưng mà từ năm 2022 là Trung Quốc đã phát triển được trên 65.000 hecta. Định hướng bà con phát triển theo cái hướng là chuẩn, theo cái hướng chuẩn VGAP và truy xuất cái mã vùng trồng để làm sao các cái nước mà người ta nhập cái thanh long của mình là người ta an tâm về cái nguồn gốc. Dấu hiệu tích cực đến ngay trong tháng đầu năm 2024 khi xuất khẩu thanh long khả quan hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ nỗ lực nâng cao nghiên cứu và quảng bá, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng mới, giá bán cao, có lãi, mở rộng vào những thị trường mới. Kính thưa quý vị, sau 8 ngày phục vụ người dân và du khách, đường hoa Nguyễn Huệ đã bế mạc vào hôm qua. Việc tháo dỡ đường hoa được thực hiện trong 2 ngày. Tuy nhiên, hai linh vật rồng tại cổng chào của đường hoa sẽ tiếp tục được lưu lại trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đến hết tháng Giêng âm lịch để tiếp tục phục vụ khách tham quan. Ngoài việc lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa Nguyễn Huệ, linh vật rồng năm nay còn có đến 90% chất liệu thân thiện với môi trường, tạo hình từ mây tre và mảnh quạt nan. Từ khi những hình ảnh đầu tiên về thiết kế được công bố đến khi kết thúc vào đêm 14 tháng 2, đường hoa năm nay đã nhận được rất nhiều lời khen từ hàng triệu người dân và du khách, trở thành đường hoa đẹp nhất trong 21 năm qua. Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách đến thưởng lãm. Ban tổ chức cũng ước lượng có khoảng 10 triệu hình ảnh liên quan đến đường hoa Nguyễn Huệ 2024 cập nhật trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội trong dịp Tết Giáp Thìn năm nay. Ngay trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, trên các cánh đồng thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện một bức tranh đồng quê rất ngoạn mục với sự góp mặt của hàng ngàn cánh cò trắng tìm về kiếm ăn. Ghi nhận sáng mùng năm Tết Giáp Thìn tại các cánh đồng của xã Ninh Lộc, hàng ngàn con cò trắng không biết từ đâu bay đến. Cả cánh đồng như được nhuộm trắng rực rỡ dưới ánh nắng, tạo nên một bức tranh đồng quê rộn ràng. Theo người dân địa phương, đây là một hiện tượng hiếm thấy từ nhiều năm nay. Hàng ngàn cánh cò xuất hiện như tín hiệu về một năm mới Giáp Thìn được mùa, no ấm cho bà con, nông dân. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, muôn vẻ thể hiện tình yêu trên khắp thế giới nhân ngày Valentine. Thủ đô Thái Lan cảnh báo bụi mịn cao gấp 15 lần mức khuyến nghị. Kính thưa quý vị, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này đang tiến rất gần đến việc bào chế ra vaccine ngừa ung thư và có thể sớm được cung cấp cho bệnh nhân. Tại diễn đàn công nghệ tương lai ở Moscow, Tổng thống Putin cho biết các nhà khoa học Nga đã đạt được nhiều bước tiến lớn trong việc phát hiện và điều trị sớm bệnh ung thư, giúp gia tăng tỷ lệ sống sót cho người bệnh. Chúng tôi đã tiến gần đến việc tạo ra vaccine chống ung thư và thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới, và tôi hy vọng rằng chúng sẽ sớm được sử dụng một cách hiệu quả như các phương pháp trị liệu cá nhân. Ông Putin không nêu rõ loại vaccine trên dành cho loại ung thư nào, cũng như cơ chế như thế nào. Trên thế giới, một số quốc gia và công ty cũng đang nghiên cứu vaccine ung thư. Năm ngoái, chính phủ Anh từng ký một thỏa thuận với công ty BioNTech có trụ sở tại Đức để triển khai các thử nghiệm lâm sàng, cung cấp phương pháp điều trị ung thư, hướng đến mục tiêu đưa vào điều trị cho 10.000 bệnh nhân vào năm 2030. Các hoạt động mừng ngày lễ tình nhân Valentine đã mang lại bầu không khí lãng mạn khắp nơi trên thế giới. Tại Paris, thủ đô nước Pháp, nơi được mệnh danh là thành phố tình yêu, nhiều cặp đôi đã đến đây trong ngày 14 tháng 2 để kỷ niệm tình yêu. Anh Mayur và chị Rita Rohana đã chọn Paris làm điểm đến cho tuần trăng mật của mình. Còn nơi nào tuyệt vời hơn để cảm nhận không khí Valentine ngoài thành phố này? Mọi người tặng hoa cho nhau, móc những cặp khóa tình nhân như chúng tôi làm. Chúng tôi rất vui khi có mặt ở đây trong dịp đặc biệt này.
ghi lại khoảnh khắc yêu thương dưới chân ngọn tháp Eiffel hay thưởng thức ẩm thực Pháp trong nhà hàng cùng hoa và nến cũng là lựa chọn của nhiều đôi tình nhân khi đến Paris. Trong khi đó, hàng trăm cặp đôi khác đã tìm đến bảo tàng Belvedere ở thủ đô Viên của Áo đúng ngày 14 tháng 2 để chụp ảnh cùng bức tranh nổi tiếng Nụ hôn của danh họa Gustav Klimt. Bảo tàng cũng thuê hẳn một đội chụp hình chuyên nghiệp để giúp ghi lại hình ảnh đẹp nhất cho các cặp đôi. Trải nghiệm này hoàn toàn miễn phí, do đó dù phải đợi khá lâu nhưng ai cũng vui vẻ khi được mang về những tấm ảnh đáng nhớ. Trong khi đó, tình yêu ngập tràn đã xua đi tiết trời lạnh giá ở New York, Mỹ. Quảng trường Times nơi đây đã chứng kiến nhiều câu chuyện tình yêu đẹp kết tinh trong ngày lễ tình nhân. Trong lời chúc tụng của mọi người, ba cặp đôi đã chính thức nên duyên vợ chồng ở quảng trường thời đại. Mọi thứ cứ thế diễn ra thôi. Chúng tôi không hề có kế hoạch trước đó, nhưng giờ thì mọi thứ đã xong. Thật tuyệt vời. Trải nghiệm thực sự có một không hai, chúng tôi đã bên nhau 15 năm và giờ đã trở thành vợ chồng. Chúng tôi cũng yêu New York, vì thế khoảnh khắc này rất đặc biệt. Trong khi đó, anh Justin Chardin đã tận dụng cơ hội này để cầu hôn người bạn gái lâu năm Nicolette Miller. Một ngày Valentine tuyệt vời với Justin khi Nicolette đồng ý. Dưới hang động Ngọc Lục Bảo ở đảo Koh Mok, Thái Lan, nhiều cặp đôi cũng ký tên vào giấy đăng ký kết hôn đúng ngày 14 tháng 2. Chương trình đặc biệt này chỉ diễn ra một lần trong năm và là sự kiện rất được chờ đợi kể từ khi nó được tổ chức lần đầu vào thập niên 1990. Hang động Ngọc Lục Bảo ở Koh Mok cũng từng được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness là nơi tổ chức đám cưới dưới nước lớn nhất thế giới năm 2000. Không chỉ với con người mà không khí hạnh phúc sôi động đón lễ tình nhân còn diễn ra tại các vườn thú ở Anh và Mỹ. Tại đây, các động vật cũng háo hức khi nhận được những ưu ái nhân ngày lễ đặc biệt trong năm này. Tại vườn thú Whipsnade, nước Anh, những con sư tử đang tận hưởng ngày lễ tình nhân theo cách riêng của mình. Chúng mê mẩn với các túi thơm được tẩm mùi từ những lọ nước hoa mà mọi người không còn dùng nữa. Loài này rất nhạy cảm và thích thú với các loại mùi. Chúng tôi tạo ra các vệt mùi xung quanh khiến chúng tò mò tìm kiếm, nô đùa. Trong khi đó, sở thú Brookfield ở Chicago, Mỹ chiêu đãi các con thú bằng bữa tiệc màu đỏ và rất nhiều trái tim nhân ngày lễ tình nhân. Từ hải cầu xám đến báo Amur và vẹt ngực hồng, tất cả dường như đang phấn khích với những phần ăn đầy màu sắc. Những món ăn này sẽ khác nhau về nguyên liệu tùy theo sở thích từng con vật, nhưng điểm chung là đều có màu đỏ và hình trái tim. Ngoài ý nghĩa mừng lễ tình nhân, những phần ăn mới lạ và màu sắc này còn nhằm mục đích kích thích sự thèm ăn của các loài động vật. Ngày 14 tháng 2, các nhà hoạt động vì quyền động vật đã biểu tình phản đối hoạt động đấu bò ở Mexico City, thủ đô của Mexico. Hoạt động diễn ra chỉ một ngày sau khi một thẩm phán ở thủ đô phủ quyết một yêu cầu đình chỉ các hoạt động đấu bò tại đấu trường Plaza Mexico. Người biểu tình giơ cao các biểu ngữ, hóa trang giống như những chú bò bị thương và nằm trên những bậc thang của tòa nhà Quốc hội Mexico. Trong đó một biểu ngữ ghi dòng chữ, đã có hơn 31.800 chữ ký yêu cầu cấm đấu bò ở Mexico City. Tôi không hiểu gì sao những người tham gia cảm thấy vui vẻ và tận hưởng khi một con vật bị vũ khí đâm vào cổ như vậy. Thậm chí những cảnh này được chiếu trên truyền hình. Chúng tôi yêu cầu Quốc hội có các biện pháp để ngừng đem lại lợi lộc về cho đấu bò. Ở chiều ngược lại, người ủng hộ đấu bò cho rằng hoạt động này tạo ra khoảng 400 triệu đô la Mỹ doanh thu cho Mexico, với hơn 200.000 việc làm cho quốc gia Trung Mỹ. Hiện môn đấu bò đã bị cấm tại nhiều nước trên thế giới. Hôm nay, chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan đã cảnh báo về mức độ bụi mịn do ô nhiễm cao gấp 15 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Cơ quan chức năng đã tuyên bố cho phép toàn bộ nhân viên nhà nước ở thủ đô làm việc từ nhà trong 2 ngày tới. Chính phủ cũng khuyến nghị những người lao động khác làm việc từ xa. Theo trang web IQ Air, chỉ số chất lượng không khí tệ được ghi nhận ở cả thủ đô Bangkok và các vùng lân cận, biến Bangkok trở thành thành phố ô nhiễm thứ 8 thế giới trong hôm nay. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là nạn cháy rừng, ô nhiễm công nghiệp và giao thông đông đúc. Tôi không thở được, tôi cảm thấy sức khỏe không ổn, ngột ngạt và rất tệ. Chính phủ Thái Lan trước đó đã tăng trợ cấp cho nông dân để ngăn chặn việc đốt rác, trong khi đó các nhà lập pháp đang xem xét sản xuất các loại xe điện giá rẻ, cũng như nghiên cứu một đạo luật nhằm giảm ô nhiễm trên quy mô rộng hơn ở các lĩnh vực giao thông, kinh doanh và nông nghiệp. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông, điều tra vụ một người rơi chung cư tử vong tại Bình Dương. Phát hiện hơn 5.000 viên ma túy giấu trong hộp nhựa bánh kẹo, mỹ phẩm.
Một câu chuyện ấm lòng đầu năm. Thưa quý vị, tối qua trong lúc làm nhiệm vụ, công an thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một cụ bà lang thang. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Với sự hỗ trợ tích cực của các chiến sĩ công an, cụ bà đã được đoàn tụ với gia đình sau 15 năm đi lạc. Cụ bà được phát hiện trong tình trạng cơ thể suy nhược, không có giấy tờ tùy thân. Khi trả lời câu hỏi của lực lượng chức năng, cụ bà nói không rõ tiếng, chỉ nghe được lắp bắp từ đại lãnh. Tuy thông tin không rõ ràng nhưng công an thị trấn Sông Vệ đã tích cực xác minh, phối hợp các địa phương. Sau đó xác định cụ bà tên Hỏa Thị Kiên, 92 tuổi và là công dân của xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bà Kiên bị lãng trí và đã bỏ nhà đi đã gần 15 năm. Ngay sau đó, công an đã liên hệ xe khách chở bà về đoàn tụ với gia đình. Còn tại An Giang, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh trong lúc làm nhiệm vụ cũng đã kịp thời hỗ trợ đưa một phụ nữ bị bệnh đi cấp cứu. Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 2, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, cảnh sát giao thông đã phát hiện một thanh niên chạy xe máy, phía sau chở một phụ nữ có dấu hiệu bị bệnh. Qua hỏi thăm, người thanh niên cho biết đang chở mẹ ruột bị bệnh đi cấp cứu. Nhận thấy phương tiện lưu thông trên quốc lộ 91 rất đông, người bệnh đang thở dốc, không còn khả năng tự ngồi xe máy, tổ công tác nhanh chóng báo cáo sự việc với lãnh đạo đơn vị. Ngay sau đó, xe chuyên dụng đã được điều động chở bệnh nhân đến bệnh viện tim mạch tỉnh An Giang cấp cứu kịp thời. Trưa nay tại tỉnh Bình Dương, một người đàn ông đã rơi từ tầng cao của chung cư xuống đất tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ, người dân sống tại chung cư Tram trên đường DT743, thành phố Di An, nghe một tiếng động mạnh ở bên hông chung cư. Khi mọi người đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong. Ngay sau đó, công an địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường. Qua xác minh, nạn nhân là anh Trần Quốc Toản, sinh năm 1987, quê Bình Thuận, sinh sống một mình tại một căn hộ trên tầng 19. Thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc. Chiều nay, một xe bồn đã bốc cháy trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa phận tỉnh Long An. Vào khoảng 13 giờ, một xe bồn lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Khi xe chuyển hướng vào đường dẫn cao tốc đi ra quốc lộ 62 thì tài xế phát hiện xe bốc khói nên dừng phương tiện để kiểm tra. Nhưng chỉ trong tích tắc, khói lửa bùng lên cuồn cuộn, tài xế dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ công an tỉnh Long An đã đến hiện trường hỗ trợ dập lửa. Sau 20 phút, lửa được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên một phần thân xe đã bị thiêu rụi. Chiều nay, công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ một đối tượng nằm trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn hoạt động liên tỉnh. Cụ thể, lúc 14 giờ cùng ngày, các trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Hùng Anh, 19 tuổi, ngụ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đang vận chuyển một thùng cạc tông đến phòng trọ của mình. Trước đó, Hùng Anh đã nhận chiếc thùng này từ một xe ô tô giao hàng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 5.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc được ngụy trang cất giấu tinh vi trong các túi ni lông, hộp nhựa, chứa bánh kẹo, mỹ phẩm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc. Sáng nay, công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với công an huyện Vũng Liêm đã đột kích vào một điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Tụ điểm đá gà này được tổ chức tại khu đất trống thuộc ấp Chợ Mới, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm. Tại hiện trường, công an tạm giữ 9 người có liên quan, thu giữ tang vật gồm 3 con gà, 2 cặp cửa sắt, 5 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 6 điện thoại di động và hơn 20 triệu đồng tiền mặt. Vụ việc đã được bàn giao cho công an xã Trung Chánh xử lý theo quy định của pháp luật. Sau vụ cô gái 17 tuổi bị cây đổ đè trúng tử vong vào mùng 4 Tết, chiều nay, Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã đề xuất chặt hạ 38 cây cổ thụ có nguy cơ gãy đổ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Hầu hết những cây được đề xuất chặt hạ đã lâu năm đều nằm ở các tuyến phố trung tâm. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cũng đề xuất hạ độ cao và sửa tán hơn 1.000 cây xanh lớn khác. Thành phố Buôn Ma Thuột có tỷ lệ bao phủ cây xanh cao nhất cả nước. Toàn thành phố hiện có hơn 20.000 cây xanh được trồng dọc đường phố, trong đó chủ yếu là cây sao, giáng hương, cẩm lai, cơ nia, xà cừ, long não. Trong 2 tháng gần đây, thành phố này đã xảy ra 2 vụ cây cổ thụ bị gãy đổ đè trúng người dân. Nghiêm trọng là vụ một cây tùng trên đường Phan Chu Trinh gãy đổ, khiến một cô gái tử vong hôm 13 tháng 2. Thưa quý vị, đã có ít nhất một người thiệt mạng và 22 nạn nhân khác bị thương, trong đó có 15 người nguy kịch trong vụ xả súng tại trung tâm thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ vào hôm 14 tháng 2. Và đáng nói là trong số những người bị thương có nhiều trẻ em. Vụ xả súng xảy ra sau buổi diễu hành mừng chức vô địch của đội bóng bầu dục Mỹ Kansas City Chiefs tại giải Super Bowl. Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 3 người để điều tra.
Trước đó, một đoạn video lan truyền cho thấy cảnh một số người hâm mộ đang tấn công ai đó. Lực lượng chức năng đang điều tra xem liệu những người này có liên quan không, đồng thời cho biết đã tịch thu nhiều khẩu súng. Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ xả súng ở Kansas và kêu gọi Quốc hội Mỹ có những hành động cụ thể để ban hành luật an toàn súng đạn. Cũng trong ngày 14 tháng 2, một vụ xả súng khác đã xảy ra tại bãi đậu xe của một trường trung học ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Ít nhất 4 học sinh bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đang tạm giữ một người phụ nữ có liên quan. Cả hai vụ nổ súng trên đều xảy ra đúng ngày tưởng niệm 6 năm một trong những vụ xả súng kinh hoàng nhất nước Mỹ vào ngày 14 tháng 2 năm 2018 tại trường trung học Marjorie Stoneman Douglas ở bang Florida. Vụ việc khi ấy khiến 17 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.